chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về tình hình dịch COVID-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 11 tháng 4 đến 17 giờ ngày 12 tháng 4, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 489 trường hợp mắc COVID-19, Đến nay, Cao Bằng ghi nhận 90.559 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 89.984 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 575 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh, thành phố trong nước trở về tỉnh Cao Bằng. Trong các ca mắc mới ghi nhận ngày 12 tháng 4, thành phố Cao Bằng 81 trường hợp, huyện Bảo Lạc 38 trường hợp, huyện Bảo Lâm 27 trường hợp, huyện Hạ Lang 26 trường hợp, huyện Hà Quảng 42 trường hợp, huyện Hòa An 61 trường hợp, huyện Nguyên Bình 49 trường hợp, huyện Quảng Hòa 39 trường hợp, huyện Thạch An 84 trường hợp, huyện Trung Khánh 42 trường hợp. Hiện toàn tỉnh có 382 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 7.654 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà trong ngày 11 tháng 4 năm 2022, có 1.056 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 82.466 trường hợp. Về công tác xét nghiệm, tính đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2022, tỉnh Cao Bằng đã lấy 541.311 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 153.575 mẫu. Bệnh viện vệ sinh dịch tễ trung ương 916 mẫu, bệnh viện trung ương Thái Nguyên 867 mẫu, tại trung tâm y tế huyện Hòa An là 373 mẫu. Còn lại được thực hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật. Trong số 541.311 mẫu xét nghiệm, kết quả đến ngày 12 tháng 4 năm 2022 có 90.559 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 13 tháng 4, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với trường trung học phổ thông chuyên. Năm học 2021-2022, trong bối cảnh cả nước đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trường trung học phổ thông chuyên đã xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, cũng như linh hoạt trong công tác phòng chống dịch. Từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã tổ chức 6 tuần học trực tuyến, duy trì mô hình dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Hiện tại nhà trường có 18 lớp với 614 học sinh thuộc 6 môn chuyên. Học kỳ 1 vừa qua, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa bao gồm học sinh giỏi cấp huyện đạt 145 giải, 6 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 6 dự án đạt giải cấp tỉnh cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và 2 dự án đạt giải cuộc thi cấp quốc gia biểu dương những thành tích đã đạt được của nhà trường trong những năm qua, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để nhà trường nghiên cứu, tập trung thực hiện hiệu quả thời gian tới. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2021-2022 vừa đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Quan tâm giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Tiên phong thực hiện hiệu quả cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Đi đầu trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện cho học sinh, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, thực hành Đặc biệt cần quan tâm giáo dục truyền thống quê hương cách mạng cao bằng bằng nhiều hình thức đối với học sinh để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Đề nghị nhà trường có kế hoạch tham mưu với ngành giáo dục và đào tạo với tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để duy trì và phát huy chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường có trách nhiệm, đạo đức, tâm huyết, năng lực nghề nghiệp. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng tốt mọi yêu cầu của đối với giáo dục hiện nay. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn các em học sinh luôn nỗ lực phấn đấu, xác định rõ trách nhiệm của mình để sống có lý tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Đến thăm và làm việc tại trường, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Hồng Minh đã tặng máy vi tính và bức tranh Bác Hồ với thiếu niên học sinh cho nhà trường. Tặng quà cho 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và đạt giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cũng trong dịp này, đồng chí bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường trung học phổ thông chuyên. Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Năm học 2021-2022, trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh có 396 học sinh gồm các dân tộc Tây, Nùng, Mông, Giao, Thái, Sán Chỉ, Sán Diều học tại 12 lớp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng chuyển từ tập trung đông người sang quy mô nhỏ tại các lớp học, các tổ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm đảm bảo chương trình đúng tiến độ. Kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường được duy trì ổn định. Học kỳ 1 xếp loại học lực khá giỏi trên 91%. Có 3 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh, đạt giải nhì cuộc thi tìm kiếm đại sứ công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước cao bằng. Nhà trường đã tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, thành phố với 86 giải. Tại buổi làm việc, nhà trường kiến nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu xem xét, kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phân bổ chi tiêu phù hợp giữa các đối tượng, các vùng miền của trường dân tộc nội trú có ưu tiên riêng phù hợp trong tuyển viên chức, công chức tại địa phương vùng dân tộc, miền núi như Cao Bằng. Để nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình của nhà trường giai đoạn 2, bổ sung kinh phí để mua sắm, đầu tư đồ dùng, thiết bị, đáp ứng hiệu quả các hạng mục, nhà ăn tập thể, ký túc xá học sinh, hệ thống camera, dù che mưa nắng, phục vụ các hoạt động ngoài trời. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị. Nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2021-2022, vừa đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, đổi mới phương thức quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư vào công tác quản lý, học tập, hướng nghiệp cho học sinh. Khai thác và sử dụng hết công năng của các hạng mục và trang thiết bị sau khi trường hoàn thiện. Trong thời gian tới, cần mở rộng quy mô để thu hút được nhiều học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh nhà. Quan tâm giữ vững và phát huy được các thành tích đã đạt được và phấn đấu đạt đủ các tiêu chí để sớm trở thành trường chuẩn quốc gia. Đối với các em học sinh, phải nhận thức được mục tiêu giáo dục của nhà trường để cố gắng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, không tự ti, mặc cảm là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, mà coi đó là nền tảng, là giá trị của cuộc sống đồng thời đoàn kết, giúp đỡ nhau trên tất cả các lĩnh vực học tập và công tác. Đối với các đề xuất, kiến nghị của nhà trường, đồng chí giao sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Hồng Minh đã tặng máy vi tính và bức tranh Bắc hồ với thiếu niên học sinh cho nhà trường, đồng thời trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước, quốc tế. Tại nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 19 NQTU khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng ban hành các nghị quyết của Đảng rất quan trọng, nhưng riêng các nghị quyết về đất đai thì càng phải đề cao sự cẩn trọng hơn nữa. Đề nghị thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục chắt lọc các ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội, bám sát thực tiễn đời sống xã hội khung khổ các cơ sở chính trị về đất đai, bảo đảm các chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hóa bằng pháp luật, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng khiếu kiện tố cáo trong lĩnh vực này. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ các chủ trương lớn của Đảng, thực tiễn đời sống kinh tế xã hội để tiếp tục bám sát báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 19 và triển khai xây dựng chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian tới. Sau 2 năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hôm nay, Hội báo toàn quốc năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề: Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân cho biết: Báo chí đang trong quá trình chuyển đổi số, chung với nỗ lực chuyển đổi số của toàn quốc và không có cách nào khác là phải đi theo con đường chuyển đổi số và số hóa nội dung. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh rằng, báo chí muốn giữ chân độc giả, khán thính giả, muốn tồn tại và tạo nguồn thu mới để nuôi sống chính mình thì phải chuyển đổi số. Trong xu hướng chuyển đổi số, có rất nhiều cơ quan báo chí tận dụng được nền tảng công nghệ mới gắn với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các nhà báo nên đã tạo ra được những hướng đi mới bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại. Tuy nhiên, việc đổi mới sáng tạo phải được gắn với trách nhiệm của người làm báo. Đây cũng chính là thông điệp mà Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn gửi đến qua hội báo này cũng như tinh thần xuyên suốt của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 Chính phủ đã ban hành chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 54 NQCP ngày 12 tháng 4 năm 2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết đặt mục tiêu hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành lĩnh vực, giữa các ngành lĩnh vực và cả nền kinh tế, phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao, tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh cùng một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế. Trong nghị quyết, chính phủ đề ra mục tiêu chỉ tiêu cụ thể là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5% một năm trong đó tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 đến 7% trên một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình của cả nước. Đến năm 2025 thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước trong nhóm ASEAN 4, đặc biệt đối với các chỉ số về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân là 3,7% GDP. Giảm tối thiểu 10% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính. Hôm nay, Bộ Y tế đã tổ chức buổi cung cấp thông tin về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên do Australia viện trợ lô vaccine này đang được kiểm định chất lượng. Sau khi kiểm định cùng với công tác chuẩn bị tại các địa phương, dự kiến tuần tới sẽ triển khai tiêm cho trẻ trên diện rộng. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ triển khai tiêm cho trẻ lớp 6 trước, sau đó hạ dần độ tuổi. Với hai loại vaccine đã được phê duyệt để tiêm cho nhóm trẻ này, các phản ứng cũng tương tự như với nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Các phản ứng thông thường như là sốt, mệt mỏi, ớn lạnh, tiêu chảy xảy ra ở mũi 2 nhiều hơn mũi 1. Trẻ có thể gặp các phản ứng ít gặp như là buồn nôn, sưng đau tại chỗ tiêm, rất hiếm gặp như phản ứng phản vệ, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Bộ Y tế cũng lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm chủng, cha mẹ phải theo dõi sức khỏe của trẻ trước ngày tiêm, xem trẻ có biểu hiện viêm đường hô hấp hay bất thường gì không. Khi trẻ thực sự khỏe mạnh, cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng. Lưu ý tránh lây nhiễm dịch khi đi tiêm. Nếu trẻ có các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc chưa xác định, cha mẹ cũng không nên đưa trẻ đi tiêm. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch chi tiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Với những trẻ chưa đến trường sẽ tiêm tại cộng đồng. Còn lại các trẻ sẽ được tiêm ngừa ở các điểm tiêm cố định trường học, bệnh viện. Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã họp bàn các kế hoạch chi tiết cho việc tiêm vaccine trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Các đơn vị trung tâm kiểm soát bệnh tật, nghiệp vụ y, nghiệp vụ dược cũng đã được huy động để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, hơn 77% phụ huynh trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ em. Hiện các trường đang chuẩn bị tất cả các thủ tục để phối hợp với ngành y tế ngay khi có vaccine được phân bổ về sẽ triển khai tiêm ngừa cho các trẻ. Qua thống kê, tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 900.000 trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết, với những trẻ chưa đến trường sẽ tiêm tại cộng đồng còn lại các trẻ sẽ được tiêm phòng ở các điểm tiêm cố định trường học, bệnh viện. Các bệnh viện nhi, khoa nhi cũng được huy động để đảm bảo công tác tiêm phòng cho trẻ em. Tin quốc tế, hộ chiếu vaccine đang trở thành một yêu cầu nhập cảnh đối với du khách khi mở cửa trở lại biên giới, thúc đẩy du lịch không cách ly hậu COVID-19. Tại Đông Nam Á, Malaysia bắt đầu quá trình chuyển đổi, coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và mở cửa biên giới cho khách quốc tế. Du khách chỉ cần trình chứng nhận tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần phải cách ly khi nhập cảnh nước này. Singapore cũng đã mở hoàn toàn cho du khách đã được tiêm phòng. Du khách chỉ cần trình giấy tờ chứng nhận tiêm chủng bằng tiếng Anh để được nhập cảnh. Có các yêu cầu cụ thể như mũi thứ hai cách thời gian khởi hành ít nhất 14 ngày, các loại vaccine phải được WHO công nhận và chấp nhận việc tiêm trộn. Từ hè năm 2021, các nước châu Âu đã đưa vào sử dụng chứng nhận vaccine điện tử của Liên minh châu Âu chứng nhận cho phép người dân từ 27 quốc gia thuộc EU sử dụng phần mềm trên điện thoại để chứng minh họ đã được tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Tuy nhiên, xu hướng tại châu Âu hiện nay là các nước đang bãi bỏ mọi biện pháp hạn chế đi lại, trong đó không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng. Nguyên nhân là do khi tỷ lệ tiêm chủng cao, các yêu cầu liên quan đến hội chiếu vaccine có thể không cần thiết nữa. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.